chiều cao của nó sẽ là 30,5 cm. Cái này ngang đáy là 23 cm và ngang miệng sẽ là 18 cm. Còn chiều dày là 10 cm, mấy anh chị mình có thể là mang đi du lịch cũng được nè, mang đi làm cũng ok nha. Rồi bên trong ngăn chính của nó đựng vừa cuốn tập, cuốn vở học sinh, hoặc là đựng vừa những cái mẫu máy tính bảng có kích thước từ 10,5 inch trở xuống. Và đây là cái ngăn mà ngăn phụ có dây kéo, mẫu này trang trí khóa kéo là hai đường. Thì khi mà mình mở ra nó sẽ dẫn đến một cái ngăn chung. Đây. Hai ngăn còn lại thì nó sẽ nằm ở hai bên hông. Màu mà em cầm nãy giờ gọi là màu bò đậm đen, màu nâu đậm, màu bò vàng.